Ok, chào tất cả anh em nhé. Cái lý do mà hoàng tử gió chết ấy, thì nhiều người nói là hoàng tử gió nợ. Và cái thứ hai ấy, thì nhiều người lại cho rằng hoàng tử gió đánh bạc nợ nần. Nhiều người lại cho rằng là hoàng tử gió tự sát do một cái lý do gì đó. Đấy, thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ và sẽ cập nhật cho anh em mọi người về cái vấn đề này. Hoàng tử gió ấy là tên thật là Hoàng Đức Nhân, quê ở Hưng Yên, thì ở Bắc Ninh, ở Quảng Ninh. Thì cái vấn đề này, mình nói về Hoàng Đức Nhân này, hoàng tử gió ấy, có một dàn chứng khoán. Nói đây là một tài chính kinh doanh về gọi là tiền ảo đa cấp của các giới trẻ. Thì mà ngoài ra ấy, Hoàng Tử Gió ấy còn quản lý thêm cả cái quán bar lớn ở ngoài Hà Nội, quán bar lớn. Thì ngoài ra là những cái khác ấy, thì hầu như là Hoàng Tử Gió là rất giỏi, nói về kinh doanh ấy, rất giỏi, biết kiếm ra được rất nhiều tiền. Còn nếu mà Hoàng Tử Gió ấy giao lưu thì rất là nhiều các nơi, nói về làm ăn, còn nói về cách giao lưu nói chuyện, thì theo mình xem cái video của Hoàng Tử Gió ấy nói chuyện sẽ đâu ở đây một con người chí khí, biết là nghĩ trước xong mới làm. Một con nói chung là Hoàng Tử Gió này là kinh doanh rất giỏi. Nhiều người cứ nghĩ là Hoàng Tử Gió là một người xấu, bởi vì chỉ nhìn được cái vẻ bề ngoài của Hoàng Tử Gió. Nhưng thực chất ấy, ở bên trong Hoàng Tử Gió là một con người sáng suốt và biết kiếm tiền giỏi, mình cũng phải công nhận. Đấy, và cái vấn đề là tại sao Hoàng Tử Gió chết mất ấy, thì mình sẽ chia sẻ cho thêm cho mọi người sau đây. Thì cái lý do Hoàng Tử Gió mất đấy là nhiều người nói là Hoàng Tử Gió nợ 29 tỷ, có người lại nói Hoàng Tử Gió nợ 55 tỷ. Đấy. Có người thì lại bảo Hoàng Tử Gió nợ 15 tỷ. Đấy, vân 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 vân, rất nhiều người ra một cái phán xét bình luận rất là trái chiều nhau. Nhưng mà mình sẽ cập nhật chia sẻ thêm cho mọi người là cái vấn đề này, cái lý do này là Hoàng Tử Gió mất là do đúng là một phần tiền nợ. Cái thứ hai là một cái vấn đề làm ăn nó nhiều cái áp lực, có nhiều cái áp lực quá, dẫn đến là cái tinh thần của mình nó suy sụp, dẫn đến Hoàng Tử Gió là cái tinh thần nó suy sụp ra, đây là nghĩ quẩn. Đấy, Hoàng Tử Gió là một người, nói chung là một cái vấn đề Hoàng Tử Gió ấy
lợ là theo nhiều thanh niên tuổi trẻ trong kinh doanh ấy, làm ăn thua lỗ là chuyện bình thường. Thì cả thầy Huấn cũng lên tiếng ra cái phán xét về Hoàng Tử Gió lợ là 55 tỷ, 55 tỷ và làm ăn thua lỗ, dẫn đến là không xoay sở được cái vấn đề nợ nần, dẫn đến là cái vấn đề là vỡ nợ, thế thành ra là nghĩ quẩn. Còn cái vấn đề mà Hoàng Tử Gió treo cổ tự tử đấy là do cái tinh thần và cái áp lực trong cuộc sống nó chèn ép quá nhiều để dẫn đến Hoàng Tử Gió nghĩ đến tự sát. Theo như mình xem thì Hoàng Tử Gió cũng là một chính nhân quân tử, có chí khí đàn ông, là một người một tay lo cho cả gia đình mình đầy đủ, xây cả nhà cho cả mẹ ở. Anh em và tất cả mọi người ở ngoài xã hội nhìn vào không phải đáng để nhìn nhận về Hoàng Tử Gió bằng một cái nhận xét nó khác hẳn. Đã. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Nhớ like, subscribe và đăng ký ủng hộ cho mình nhé. Để xem những tin tức mới nhất trong ngày và ngoài. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Nhớ subscribe nhé. Nhớ subscribe và đăng ký nhé. Đừng quên đăng ký chia sẻ cho mình nhé.